Nào lên trên nào. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay hai chị em mình sẽ làm thử thách bong bóng xà phòng khổng lồ. Let's go. Để làm được bong bóng xà phòng, chúng ta cần chuẩn bị những dưỡng trang, bông nắng, bọc bắp, vaseline, chìa khóa, đũa, dây cột. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm thôi các bạn ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ nước vào cái bình này. Sau đó mình cho 5 muỗng nước rửa chén vào. Sau đó mình cho dung dịch Tricelline vào. Đây là dung dịch dưỡng ẩm, có trong sữa tắm, sữa rửa mặt, rất an toàn cho da. Chúng ta đổ nửa hũ thôi nha các bạn. Hai chị em mình đã làm xong dung dịch thổi xà phòng rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm cái cây để thổi bong bóng khổng lồ nha các bạn. Mình cần một đôi đũa, dàn dây cột và chìa khóa. Các bạn có biết mình cần chìa khóa để làm gì không? Để cho cái dây nó nặng để dễ thổi bong bóng đó các bạn. Giờ mình sẽ cột một dây và một chiếc đũa nha các bạn. Dây này mình sẽ sâu vô chiếc chìa khóa nha các bạn. Sau đó mình cột cái đũa lại. Vậy là hai chị em mình đã làm xong rồi thổi bong bóng xà phòng rồi nè. Bây giờ mình cùng đi chơi thôi. Mình đi thôi bây ơi.